Mình chào quý vị cũng như tất cả bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube mình. Hiện tại mình đang có mặt tại huyện Tri Tôn, hành trình lang thang đi tìm kiếm những câu chuyện tâm linh ly kỳ về vùng đất An Giang. Thì hôm nay mình có lạc về Tri Tôn thì may mắn gặp được chỗ bà Tư, một người dân sinh sống ở địa phương đã từng chứng kiến những cái câu chuyện tâm linh rất là ly kỳ trong cái thời kỳ Pol Pot, rồi trong những lúc mà bà Tư đi làm trên núi rồi ngoài ruộng, bà Tư đã gặp những cái hiện tượng tâm linh rất là rùng rợn. Thì mình cũng có xin phép bà Tư để bà Tư có thể chia sẻ lại những câu chuyện tâm linh ngày đó mà bà Tư đã từng gặp cho bà con cô bác anh chị được biết. Dạ con chào bà Tư ạ. Dạ. Bà Tư khỏe hả bà Tư ạ? Khỏe. Dạ. Bà Tư có thể cho bà con cô bác anh chị được biết bà Tư năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả bà Tư ha? Năm nay 75 tuổi rồi đó. Trời ơi. 75 tuổi sao trẻ dữ bà Tư. Ôi ơi, không tin luôn á bà Tư. Đó, ta có bản đàng hoàng mày. Rồi. Rồi bà Tư là sống ở huyện Tri Tôn mình luôn hay trước đó mình sống ở đâu bà Tư nhỉ? Ở xã Bà Chúc. Ở xã Bà Chúc. Dạ. Yeah. Rồi rồi bây giờ về đây ấp Vĩnh An. Dạ. Yeah. Về nhà về ấp Vĩnh An ở rồi. Dạ. Yeah. Rồi bà Tư có mấy người con thưa bà Tư? Bốn đứa gái thằng trai. Yeah. Có chắc có gia đình hết rồi hả bà Tư? Có gia đình hết rồi, con gái út có xui rồi. Chèn, quá sướng rồi bà Tư. Rồi bà Tư ở mình hay là ở với con út bà Tư? Ở mình nên. Dạ. Yeah. Rồi hàng ngày bà Tư có đi làm công việc gì thêm để có đồng ngân không bà Tư? Không có làm gì trơn á, bán ngày 3-4 ly cà phê, lấy tiền đủ uống cà phê thôi à. Bán cà phê, rồi lấy tiền uống cà phê. Có nghĩa là mình tự cung rồi tự chi cho mình luôn. Còn không có, thiếu ăn thì xin con, không có gì trơn á. Dạ con được biết là ngày xưa bà Tư lúc còn trẻ đi làm ở trong những cái khu ruộng, những cái khu vườn đó, thì bà Tư đã từng trải qua những cái câu chuyện tâm linh đó, thì bà Tư có thể chia sẻ lại cho bà con cô bác chị biết những cái câu chuyện tâm linh mà trước đây bà Tư còn trẻ, bà Tư đi làm và bà Tư đã từng chứng kiến được không bà Tư? Thì năm đó giặc biên về rồi, cái ta mới đi là tối ngủ vậy nè, giấc một hai ba giờ phi á, cái nghe vừa dụng bịch vậy, mình không có biết. Mình cũng nghĩ là vừa dụng lồm cơm ngồi dậy. Cái chạy kêu thằng con á, mày chạy với má đi lượm dừa. Nó nói thôi con làm biếng lắm, con buồn ngủ lắm rồi. Cái mới đi mà ma nó dẫn đi mà cái đường gai trong không nha. Mà sao mà mình thấy nó mòn lẳng dễ đi mà trời sáng trưng vậy đó, như mình dọi đèn vậy đó. Mà trong bụng còn nói nữa, nó chèn ơi, bữa nay sao ai mà giỏi quá dọn cái đường này sạch dữ. Thì nó dẫn đi hơi, nó dẫn vô trong cái lùm á, trên chùm mã không à, trên mé núi chảnh nó dẫn rồi. Cái bắt đầu nó đút bên đây cái mã, nó đem mình để chính giữa. Rồi thấy ghê vô bà Tư. Rồi cái bắt đầu hai tay này giờ qua giờ lại thì gặp mã không, mà trời tối thui nha, tối đen như mực vậy. Mới nói không biết làm gì, mới lấy hai cái giò dò dạ dưới đất coi có con ma ngồi dưới không, mà dò xuống thì không có thấy. Cái lúc đầu mới dòm ngước lên sợ ma quá rồi, mà không dám la trên núi cũng không ai nghe, mà dòm lên cứ niệm Phật quà vậy. Niệm Phật sau trên trời chớp một lần sáng vậy, mình thấy có cái lần trời chớp á, cái mình dòm xuống kinh. Trời ơi, thấy cái đường gì, biết đường về nhà rồi. Mà cái đường đó vô đó là không có đi ra được, gai dữ dằn luôn. Rồi chung gia ra cái nó chung gia tới đó rồi á, ta nói gai nó móc máu me gì chảy tùm lum hết trơn, tay chân gì mà nó run bay bãi đó. Chừng mà chạy về tới dưới mé nhà, sớm nhà không dám về nhà luôn. Kêu qua chị hai ơi, chị hai chị mở cửa tôi vô chị hai. Cái hỏi bộ chú ba nó quậy hay gì vậy? Con cháu hay gì vậy? Dạ, con chào bà. Dạ. Con cháu cô học cô Tư. Con đang nghe bà Tư kể chuyện ma. Vậy thôi. Về đây rồi sáng là chơi. Thôi chờ thiếu anh mấy con nha. Dạ. Bà lại chơi á. Rồi mới nghe càng ra chị, chị. Mình ăn, chị người chị thứ hai chị hỏi chàng đất ơi, bộ bị chồng quýnh hả gì mà nửa đêm mà chạy vậy? Nói không phải chị ơi, tôi sợ quá trời, người tôi bị ma nó giấu trên cốc Bỉ Vĩnh á,
cô Mỹ Vĩnh á, nó giấu chỉnh mà giờ á, nãy giờ tôi đứng đâu cũng cỡ nửa tiếng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, tôi niệm Phật hoài, sao trên trời chớp thấy cái đường càng về, tôi càng về vô nhà chị tôi không dám về dưới nữa, mà mới lấy dầu ra bả sức mặt mày đồ tay đồ máu không. Vậy đó rồi á, từ đó tới bây giờ đó hen là vì không có đi lên đó nữa, không có đi mà đều dựng tư á, ổng đi đúng củi rồi ha, ban ngày á ổng đi đúng củi, ổng mới nói nè mẹ mày đi với tôi nè, cái đi lên là gần cái hang của ba lê đó, đi đó cái dựng tư biểu ngồi đó đi, ông ngồi trên tảng đá đi, tôi chặt củi nha. Cái ổng ngồi mà con nít nó khóc tần ơi, nó khóc dữ dằn lắm, mấy cái hang đó là bị gì người ta bóp họng con chết đó. Trời ơi. Rồi nó con nít khóc quá khóc đi, ổng ở trên kia ổng chặt củi, ổng chặt củi mà ổng sợ quá, sợ ổng nói vậy nè, mẹ Phụng ơi ông ngồi đó ông đừng có chạy nha, ông đừng có cha đừng chị mà để ra đợi tôi xuống hả đi về nha. Cái mình thì nó có nhát mình mà nó nhát ổng á, cái ổng chạy xuống, chạy xuống ổng nói vậy, ổng nắm tay mình ổng lôi ra khỏi cái miệng hang đó, cái tảng đá đó, ổng lôi ra ổng hỏi chứ nãy giờ ông có nghe gì không, thấy không? Ông là con nít khóc quá khóc, tôi sợ ông nhảy xuống với cái lùm thanh long này ông chết đó. Đó rồi á tôi mới chạy xuống mà ông không có nghe khóc hả, tôi nói không có nghe chứ. Thì ra hôm đó vậy đó, ma thì nó ngay đi hầu giặt miên về thì nói chung ra nó nhát dữ lắm, nó nhát mà ở ngay cái cửa của gì đó là chết 7 người đó, chết cấp đó, chết phải ăn dòng họ của ông Mai Phó đó. Rồi cũng như là nó nhát cả xóm luôn á. Đi ra cái thằng con của ông Tư Phùng á, nó mới chạy, nó đi chơi bằng đêm về ngang cái miễu nhà gì á, cái nó gặp bệnh bộ đồ, bận quần tây áo trắng ăn tây ni đàng hoàng lắm, cái nó chạy nó nói Phụng ơi Phụng mày giờ này còn thức hả, đâu mày cho tao điếu thuốc coi. Thì ở bên ấy cái nó bước qua thì bước xéo xéo gì nè, đằng đó xin bước xéo lại đây tao điếu thuốc coi Phụng, mà này làm thinh không nói chân, nó lợi vừa gần tới nha, thằng này cái ông bận áo trắng ổng quay ngang một cái nanh rút gì ổng lòi nanh ra mặt mà ổng thấy ghê vậy, nó đâm đầu nó chạy, nó chạy lại tới nhà ông Hai Hài á, mà nó vừa chạy nó vừa la làng, nó không dám về luôn đó. Bà Tư cho ta hỏi không, đêm mà bà Tư bị ma giấu trong cái nghĩa địa bà Tư lúc đó là bà Tư đi một mình hay bà Tư đi một mình? Đi một mình nè. Mà lúc đó tầm mấy giờ bà Tư? Hẳn mà 2-3 giờ đó. 2-3 giờ sáng đó bà Tư. 2-3 giờ đêm đó, giờ sáng đó. Dạ. Biết nói sao không, bị gì mình đi á, mình kêu thằng con nó theo mà nó không đi, rồi mình cứ nghĩ là trời ơi vừa dụng quá nhiều mà nghe bịch vậy đó, mà làm như con ma nó ảo mình á, nó thấy mình thấy vừa dụng dữ lắm, mình đi mới lội đi lên đó. Rồi mình còn khen người ta nữa chứ, mình nói là cái đường gì đâu mà bữa nay dọn dữ, ai mà dọn thẳng dữ vậy nè, mà sáng chân vậy đó, mình mới lội đi chứ, mà đường mà mình thấy thí dụ không thấy đường đi rồi trời tối mình đâu dám đi, mà cái đó ma nó dẫn mình đi là coi như là nó dẫn tối cỡ nào cũng thành sáng hết trơn. Dữ ghê bà Tư. Đó, bởi vì ma nó dẫn đường đi mà mình đi không đạp gai luôn. Ồ, vậy là cái đường đó ban ngày là gai nhiều lắm hả bà Tư? Gai nhiều dữ lắm. Nhưng mà tới cái thời điểm đó mình đi là không đạp luôn. Không có đạp cây gai nào hết. Giống như nó xô khiến nó làm cho đường mình sáng. Hay là nó dẫn mình không hiểu là khi nó đi đó, nó đi là nó đâu có đi đụng đất, rồi chắc nó dẫn mình đi là nó dẫn đi không đụng đất luôn á. Chứ ngay đó là mình nói là ngay chỗ đó là người ta đổ rác đổ gai đồ không đó, ngay chỗ đó miễn rồi đó, mà sao mình đi không ấy, mà mình còn nói nữa trời ơi sao mở đường này ai mà dọn sáng chân vậy, tới chừng lên tới chỉnh là đi về đâu có thấy đường đâu về, càng dừng mà chạy mà rung từ miếng thịt luôn á. Trời ơi. Mà lúc bà Tư thấy cái tia sáng mà dẫn lối cho mình đi xuống thoát khỏi cái khu vực đó bà Tư, cái tia sáng nó sáng lâu không bà Tư? Là không lâu, mình bị gì mình ngó trên này nè, rồi trời chớp một cái mình dòm mình thấy cái hướng nó đi về.
mình lật đật mình leo lên, mình ta nói bường ra rồi, chỗ đó là gai không gai, ta nói không có tưởng tượng nổi, mà nó móc mặt mày gì, cái mặt bây giờ cũng còn thẹo thẹo chút chút nữa. Còn tay gì nó móc chảy máu hết trơn. Sáng nay thằng con nó còn cười nữa, nó nói đó má vũ con đi, con không đi cho bà đi ơn, nó nói gì đó. Nhưng mà nếu đêm đó mà mình không thấy cái tia sáng đó, có thể là mình bị dẫn cái chỉnh luôn đó bà Tư. Thì cứ đứng đó rồi mình niệm Phật rồi mình tỉnh. Dạ. Làm như là trong lúc đó mình lên đó mình đi, mình đạp đất, đạp đồ, mình mò. Lấy cái giò mò dưới thì thấy mã đất nó nằm lệnh dưới. Mà ở trên này thì hai cái mã hai bên nó đúc mình chính giữa đứng vậy nè. Rồi lấy cái giò già già không thấy thì đâu có dám dòm xuống nữa, sợ nó đứng trước mặt mình ha là sao đó. Rồi cái mình ngó lên vậy nè, mà mình suy nghĩ cũng như là hồi xưa mấy ông già nói là con ma trước khi nó nhát mình thì nó ở sau lưng nó nhát tới. Mình cười gió vậy, mình mò mò thử coi có đụng nó không. Thấy không, mò mò bên đây bên kia mà không có đụng. Mà chắc thí dụ đi, nó nhát mình không thấy chứ mình thấy chắc mình cũng la dữ dằn lắm á. Mà la trên núi ai nghe không nghe cũng la à. Lúc đó bà Tư bình tĩnh niệm Phật chứ lúc đó chắc gặp con xỉu ngang luôn à. Vậy chứ bây giờ bất đi, bình tĩnh liền không đi, đi lên tới đó là nó nhét vô là biết rồi. Biết rồi hả? Biết ma giấu rồi. Dạ. Chứ hỏi chứ cái đường mà đương không mà nửa đêm mà đi lên đó làm gì. Biết nói làm sao. Đứng nhìn niệm Phật hoài. Mà ở nhà ba phụng ngủ của không hay, cha con ngủ không hay. Không hay mình bị ma giấu. Dạ. Tới sáng đi về. Ở trển tới sáng thiệt mặt mới dám về nghe. Về cái ông hỏi chờ mặt mày ông sao mà chạy gì chủ hết trơn vậy. Nói chờ hậu hôm bị ma giấu ở trên cốc của cô Bỉ Vĩnh đó. Rồi ông hỏi sao ông đi ông không xách đèn, mà khiến gì phải mình xách đèn đâu. Con ma thì nó sợ cái ánh sáng, nó sợ cái đèn. Mà phải mình mà có xách cái đèn pin ra gì nó đâu dẫn mình được. Dạ. Mà không thu độ chắc là nó ở ngoài cửa nè, nó làm gì bịch cho mình thấy vừa dụng mình ham á. Dạ. Làm xu khiến mình á. Nó khiến cũng như nó dục mình là phải đi lên đó đó. Dạ. Đó đi lên rồi vô cuộc không có trái dừa nào chứ. Xích đi nữa là được ăn bánh cam luôn á. Nếu mà cô Tư mà không niệm kinh là có bánh cam luôn á. Không, cái ra mình nói ăn, nếu mà con người mình không có còn tỉnh táo đó là giờ đó nó mới giấu mình là nó cho mình ăn đồ chết. Dạ. Cái ông anh của gì á, ổng đi coi bò á phải không? Mà ổng cột con bò vô cái giò ổng nè. Mà nó dẫn ổng, nó giấu trong cái lùm mây. Mà mây gai, mày biết mây không? Mây trái nhỏ 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 mà gai không đó. Nó đem nó dẫn ổng vô giữa đám mây đó, nó giấu. Nó giấu rồi nó cho ổng ăn toàn là đất cát không. Rồi đi kiếm ổng giác này nè, kiếm chưa được nữa. Tới khuya hơn nữa. Nói sao mà đi coi bò, không lẽ ăn cướp nó giết ông này nó bắt bò. Cái bắt đầu mới đi kiếm, rồi thì kêu nào là dẫn chó đi săn, rồi lấy hầu đó đâu có cái vụ đèn điện đâu. Toàn là đèn măng sông không à. Xách đèn măng sông kiếm mà. Kêu ẩm đồ này kia rồi dẫn chó theo quýnh. Chó nó la dậy hết trơn á. Thì dòm vô gặp ẩm trong đó đó. Rồi là bắt đầu người ta mới mang dài lính nào đó đó. Mang dài rồi chặt cái lùm mây đó, chặt một đường vậy vô khiêng ẩm ra. Dẫn con bò ra thì con bò còn cột dưới giò nè. Rồi mà con bò nó cũng giấu luôn nữa. Con bò giấu con bò luôn. Trời ơi. Thì bởi người ta với con bò vô đó mà không có kiếm được. Dạ. Rồi cái đem ổng ra rồi mới móc họng ổng. Ổng không có nói chuyện. Kêu ổng dữ lắm là làm sao nói một họng cát cứng ngắc vậy nè. Rồi kêu ổng. Kêu ổng nói kêu tên ổng đồ này kia. Móc ra rồi là đêm đó là ổng cứng lử luôn. Thì cũng quậy nước chanh nước đồ cho ổng uống, đừng cho thông gần cổ rồi này kia. Sáng ổng mới nói chuyện được. Rồi xúm nhau hỏi sao mà mày ăn cát, sao mà ở ngoài mày không nằm mày chung vô đó. Nói ai biết, gặp mấy đứa nhỏ cỡ con vậy nè, gặp vậy rồi nó vũ đi vô đây ăn bánh. Mày ơi, vô ăn bánh in. Rồi đi theo nó ăn bánh in. Rồi hỏi ra mày không có, rồi mày vô đó mày nằm trong lùm đó gai không đâm mày sao.
đâu có đâm. Hồi vô thì xúm nhau rồi giỡn rồi, rồi ăn bánh ăn đồ vậy đó, đó. Móc họng không đất cát không. Hôm đó nếu mà không đem chó là có thể không tìm được luôn. Không tìm được luôn, bị gì cái nấm mây đó. Nấm mây đó là tại cái chùa, cái đình á, cái đình ngay chùa Vĩnh Gia thôi. Mày có đi Vĩnh Gia không? Ngay đó đó, ma nó giấu dữ dằn, con nít ban đêm mà nó còn giấu được. Ừ. Là đã có những cái trường hợp bị giấu ban đêm hả Tư? Ừ, có khi ban ngày nữa. Bởi nè ma nó giục nó khiến dữ lắm. Thằng cháu của cô ở ngoài Tịnh Biên á, nó đem cơm cho ông ngoại nó. Ông ngoại nó cài nó đem cơm. Mà hỏi chứ cái bụi tre ở ngoài, cái bụi tre ai ngu dại gì mà chui vô bộ tre phải không? Mà tự động vậy mày biết. Nó chung vô cái bụi tre gai á, có cái trái mìn nổ trong á. Trời ơi. Ừ. Nó chui vô trong đó mà nó làm nổ rồi lộn có con thúng một. Nổ luôn hả bà Tư? Ừ, nổ luôn. Con thúng một. Thúng một gì bà Tư? Thúng thịt xương nó. Trời ơi. Cũng cái gì mà tự ừ gây hồi đó nó hồi đó 15 tuổi rồi nó cháu ruột tao chứ đâu. Ừ. Là ma ừ. Ma nó xuống đó hả tự ma nó dẫn vô chuyện cũng như thế mạng vậy đó. Ừ. Nó sướng là nổ chết người luôn hả bà Tư? Chết à, chết rồi mình lợm ra đó hen, lợm đau chừng thúng gì đó mà nó đó nó 15 tuổi rồi đó. Bởi vì nghe bà Tư nói ví dụ mà cái hang ông Ba Lê gì đó bà Tư? Ừ. Là cái hang đó hang sao bà Tư? Cái hang đó đó là hai vợ chồng Ba Lê. Hồi đó là bốn đứa con. Bốn đứa con bốn đứa. Hai trai hai gái nha. Rồi người bà cô thứ 10 rồi người em nữa. Rồi Ba Lê, hai vợ chồng Ba Lê nữa. Là mà cái hang đó là cũng 9-10 người vậy đó. Nó mới là nằm ở dưới hang á, miên nó đi ngang đi. Nó ngang nó mới kêu. Nó kêu á, bây giờ lên đi. Nó không có giết đâu. Còn không lên nó liền lụ đạn xuống chết hết à. Rồi Ba Lê mới đừng ông mà lên trước. Lên trước rồi mới đứng ở trước miệng hang á. Rồi nó kêu biểu dưới lên hết đi. Thấy không? Thì dưới vừa lên thì nó móc tiền, nó lấy vàng gì có như nó lấy rồi. Thì Ba Lê thấy cái mồi không im rồi Ba Lê mới chạy. Chạy lên núi á. Chạy cái nó bắn theo thì viên đạn nó trên chỗ có bắp chuối nè. Là Ba Lê chạy luôn, chạy trốn luôn. Ở dưới này nó lên nó giết hết trơn. Nó giết bà cô thứ 10 với thằng em. Rồi á, một vợ bốn con là giết hết luôn. Nó giết rồi Ba Lê nằm ở trên cái cục đá chảnh. Ba Lê mới xuống. Khi mà tối này nè phải không, Ba Lê mới mò xuống. Mò xuống mới ẩm vợ con rồi cô rồi em út rồi vô hết trong cái bộ dáng ở trong đó đó. Rồi mới lắp miệng hang lại. Lắp mà luôn hả? Ừ, lắp miệng hang lại chôn 7-8 người trong cái hang đó luôn. Rồi. Ừ. Có cái bộ dáng ở dưới á. Rồi Ba Lê mới đi. Nó đi thì nó gặp cái thằng nhỏ, thằng đó năm nay 50 tuổi rồi đó. Hồi đó thì nó mới có 5-6 tuổi gì à. 5-6 tuổi, 1 tuổi chứ thằng Phụng đó. Nó cha mẹ nó chết hết trơn, ông nội nó cũng chết nữa. Cái nó lại nó ôm Miên á, Miên lại nó, chú ơi chú đừng giết con ơi, chú ơi chú đừng giết con. Nó nắm nhỏ, nó nắm hai cái giò nhà nó quay. Nó quay, nó quăng vô cục đá người ta dưới hang, ta dòm lên, ta thấy. Nó quăng vô cục đá nha. Nó quăng vô rồi á. Thì nhỏ nó chết giấc rồi. Nó chết giấc rồi á. Một hồi lâu rồi Ba Lê mới đi mò xuống á. Thì nó tỉnh lại. Nó tỉnh lại cái nó khóc. Nó khóc cái Ba Lê mới nói con đừng khóc. Để bác cõng con là Ba Lê mới cõng. Cổng đi chạy lòn chạy xuống tới Chi Tôn. Tới Chi Tôn rồi cũng như là bên nội bên ngoại nó ở bên Cần Phước Cần Thớ vậy nè. Người ta mới qua người ta nói, người ta lên ống phát thanh á, người ta mới la, người ta nói rồi con tên đó vậy đó, vợ tên đó, rồi cha chồng mẹ chồng gì tên gì gì đó. Rồi đứa cháu làm sao đó. Rồi Ba Lê mới biết.
nó biết là cũng như hồi đó mình ở xóm mình biết là mấy người đó. Ba Lê nó mới là lên đem thằng nhỏ lên, lên ở bên ngoại nó người ta mới là người ta nhìn người ta dẫn nó về, tới bây giờ luôn nó đâu dám xuống nữa. Bây giờ nó làm việc rồi mà nó không có xuống nữa, nó không có xuống mà chút nó sợ tới cái ám ảnh đó. Dạ. Bà Tư, con nghe cô chú anh chị chia sẻ là ngày xưa mấy cụ ông ngày xưa thì đi đánh nhau với ma không bà Tư? Có, mỗi lần là ông Út Xanh nè với Dượng Tư ngoài này, rồi với mà ông Tư Tây, ông Ba Lùng đồ đó phải biết mấy người đó hết phải không? Nào đó Dượng Tư mày nói là còn trai, chiều nhắc nói vậy, sớm hơn giờ này một chút tắm rửa rồi cái ma lại Vũ ơi mày bữa nay lại ngay chùa quýnh lộn. Ủa? Cái bắt đầu mấy ông này mới đi nói quýnh quýnh chứ gì mày, ở trần quýnh ạch cũng quýnh đuôi đuôi ạch vậy nghe. Rồi á mình quýnh là mình quýnh nó cái bóng không á, chứ nó quýnh nó có được đâu. Cái quýnh bữa nào cũng thua hết trơn á. Giờ sau này nè có cái ông thầy lỗ ban nào đó, ông mới chỉ cái phe Dượng Tư mày nè, mới là mày đừng có đánh nó, mày đánh nó mày cầm cây mày đánh ở trước mày đánh bạch có trúng nó đâu, nó sau lưng mày á. Bây giờ mày mày kiếm cây đi rồi mày đánh ngược sau lưng á, đánh ngược không à đó, rồi đánh ngược nó kỳ đó nó lại nó nói mày đánh mày nghe lời mấy ông thầy đó đánh tao mang bệnh luôn ha, nó vậy đó. Là nghe mấy ổng kể lại nghe. Còn mày biết cái đường đi lên nhà của ông Tâm Lý một lần nghe ha, cái đường đó đó mày đi đi, tao đi gói bánh mà sáng khoảng 3 giờ mấy tao đi gói bánh tét tiếp đó, tao đi lên mà tao hỏi mày có hai cái mã ở trước cửa vậy mà tao đi vòng hoài, tao đi tới sáng luôn mới tới mới vô nhà được. Cái gì chị cô Tử? Nó dẫn tao đi vòng, tao nói ủa sao cái đường này mình đi theo đi nãy giờ tới mấy chập rồi nó mà sao không thấy vậy đó. Mà mày biết đó, nó dẫn ma dẫn mà dẫn đi vòng hoài ngay chỗ đó tới sáng bét. Cái biết làm sao không à, bà hai rồi nó bà hai mới nói vậy, trời ơi vợ thằng Bông nó giờ này mà nó chưa lên tiếp tao nữa mày. Nghe bà nói vậy cái nói con đây nè mợ hai ơi, là má của bà Lê đó, nói con đây nè mợ hai ơi, cái bà nói sao mày đi ngủ trễ vậy, nói trễ đâu con đi lên sớm dữ lắm mà nãy giờ con đi vòng cái chùm mã mà không có vô nhà được, đâu có thấy nhà đâu vô, cứ thấy cái đường mòn đi hoài, đi vòng qua vòng lại vòng tới vòng lui vậy. Trời ơi hồi đó nha, giặc miên mới về rồi nó nhát rồi đâu có kể nó. Mà hồi đó tao cũng dạng dữ lắm đó, mà tao bị một lần là tao sợ luôn à. Ở lúc bà Tư vừa nhà về đây bà Tư có bị nhát không bà Tư? Nhát á thì tao nói vậy nè, mình anh tao ngủ như hồi đó có cái bụi giá lên trước này nè phải không, mà nhà đâu có hàng rào không có gì chân á, mà tao về tao nằm đó tao ngủ mình lên nè. Mà nhà thì tuốt lần đầu cầu đẳng mới có cái nhà. Rồi lại đây là tao, cái nhà tao là nhà thứ hai. Rồi lên tới trên nhà, khỏi nhà Năm Lê mới có cái nhà phải không? Tối rồi biết là nhiều. Nó làm như một người ngồi ở trên cái tàu mo dừa, một người kéo. Kéo nghe rột nha, ngủ không được. Cái lát cái đằng kia nó kéo trở lại, nó kéo lại tới đằng này cái nó quay trở lại, nó kéo hoài vậy đó. Tao tức mình quá, tao hí hí mùng, tao dòm thì tao không thấy ai chứ. Tao bước ra ngoài, tao hai tay tao cầm hai cái cục đá vậy nè, tao chọi đầu này cái chọi đầu kia cái, tao nói chết mẹ mày rồi, tao không có sợ mày đâu mày ơi. Tao không có sợ mày đâu nha. Nó ngát đó chứ mày không ngát đâu. Mà bởi vì hôm kỳ đó nè, tao nói mày nghe nè, tự nhiên vậy đó, tao bước ra ngoài làm như nó xô tao đó. Nó xô tao sao mà đứng lộ này nè, mới dắt chằn dạng thì tao ra thì tao đâu có gì đâu, tự nhiên có người làm như hốt tao vậy, nó quăng xuống dưới lộ đó, nó lăn xuống dưới cái cản bạch đằng lại, nó cản lại thôi luôn, không xong rồi. Ghê của Tư. Hồi đó tao nói mày đây không có nhà có cửa gì có mình nên tao à, mà tao hồi đó tao không có sợ ma, tao ngủ ên vậy đó. Mà tao nói nha, còn á
Bữa đó mày biết tao nói con bảo bé không à, tao nói con bảo bé này, nói thằng Thanh điện kéo dép vậy, rột mà từ rẳng mình kéo lại này ha, rồi cái bắt đầu kéo trở lại, cái tao mới nói vậy nè, thằng này mất dạy ha, nói con bổ bét không à, giờ đi cơ nổi đi nó kéo không không ai ngủ nghe gì được, mà chửi lầm thầm bụng nó mày mất dạy, tính là nó kéo lại đó rồi ha, là đứng đoạn đường mày kéo trở lại là tao nói cho mày biết thì sao mất tiêu luôn à. Rồi từ hồi mà có nhà đông đông tới giờ không có. Lúc mà bà Tư mới về đây ở, cái đêm mà nó giống như là hai người nó kéo cái màu câu nó ngồi nó lết lết bà Tư. Lúc đó bà Tư hí mùng ra, không thấy gì hết. Không thấy mới chửi đó, mới ra ngoài đó. Mà bà Tư chơi hai cục đá nó luôn hả bà Tư? Vậy trời ơi, có chúng thì chứng, chúng nó đâu chúng. Yeah. Mày làm sao mày thấy nó đâu mày trời. Thì hùng nó vậy đó. Yeah. Nhưng... Nó còn kéo nữa bà Tư. Không, bây giờ không còn kéo mà. Không, không còn... cái lúc mà bà Tư cho nó hai cục đá vui vẻ đó, nó còn kéo nữa không? Không, nghỉ kéo luôn. Yeah. Rồi tao nói với mày cái vụ mà kéo dép đó nha. Yeah. Là cũng mất luôn. Bởi vì nó biết mình không sợ nó đâu có nhát nữa. Mấy lúc đó nếu mà con ấy nha, mà con lo chùm mền cúm luôn chứ sao bà Tư. Tao cúm là bây giờ nè, tao ngủ một mình lên đó. Mà tao nghe cái gì lộp cộp là bắt đầu tao thức dậy rồi đó. Tao đi ra, tao đi nhẹ ra. Mà trong khi tao đi tao có cầm cái thước. Cái thước gì vậy? Cái thước bảng mày dài nha. Trời ơi, bà Tư có thước bảng luôn hả bà Tư? Cái thước 10 ha, một thước đó mày, 10 cách đó. Thước thọ hộ quá hả bà Tư? Thì thước mình đo thằng ấy. Dạ dạ dạ. Tao ấy ăn, tao cầm ha. Tao cầm vậy, tao chắp sau lưng vậy nè. Tao chắp ngược lên trên cái đầu tao vậy nữa ha. Là hô mà tao gặp một cái rồi là bắt đầu tao rút ra, tao trội sọt, tao sọt như chạy thấy bà luôn á. Yeah. Tao không có sợ. Mà điều có một cái là tao nói mày bây giờ phải tao sợ, tao đâu ở mình nên được. Yeah. Bây giờ tao ngủ bằng đêm vậy nữa, tao nghe cái gì rụt rịch đó làm sao mà nghe thiết sàng. Tao lóng lỗ tai tao nghe coi phải người ta đụng hay là cái gì không. Không có sợ. Vậy là lúc mà bà Tư mới dọn nhà về đây ở, ngủ một mình là bà Tư phải có đồ chơi. Tao nói mày nghe nè, tao ngủ tao để cái dao đầu nằm. Không là cái thước. Tao nói bây giờ nếu mà ăn trộm ấy, mà nó vô được nhà tao á, thí dụ mà nó có giết tao đi nữa, nó cũng năm ăn năm thua. Là cũng phải dính một hai dao đúng không? Còn không cũng một hai cây tao nện ngay đầu gối, ngay giò là quỵ luôn à. Lúc còn trẻ bà Tư có học nhà võ không bà Tư? Đi học lén á, coi lén á. Học lén luôn hả? Ôi. Vậy là ngày xưa mới ở trên núi này có nhiều người quýnh võ lắm hả? Ở nhà hầu tao còn con gái trong Vĩnh Gia. Tao nói về bà má thôi quánh tao hoài bằng đêm á. Làm tao dạy dắt gì, dắt tối này nè. Rồi nhà thì cửa hí gì nè. Tao không có biết nhiều mà một thế quýnh thế đỡ vậy thôi à. Yeah. Là tao với hầu nọ hầu đó mình biết sao Dưỡng Tư mày dạy cho ông phụng cho ông Phụng đi học ở đằng ngã ba học, rồi về cái bắt đầu hai cha con đóng cửa là hết, hai cha con vợt. Là hai cha con tự vợt luôn. Thì mình vợ mình coi một thế quýnh thế đỡ thôi. Mày là học chỉ cho nhiều mình đương bá. Dạ. Yeah. Một thế quýnh thế đỡ. Vậy là bà Tư ngày xưa cũng có nghề ha? Không có nghề trơn á. Tao nói với mày tao đi học lớn, tao thấy người ta dạy nghề võ trong đó tao hí về tao dòm theo lỗ rách á. Dạ. Yeah. Nhưng mà nói này chứ nếu mà có trộm cướp hay là có ý đồ gì mày thấy cái dao phai là cũng ớn chứ. Cỡ nào để dao hai dao là cũng nằm ngay đon liền. Mà mày tao nói với mày nha, tao có bệnh tao nói á, nếu mà vô rồi á, mỗi lần ở trên Ba Chúc mà mày biết ăn trộm nó vô nó bắt gà đó. Dạ dạ dạ. Mày biết cháu của thằng Sáu giữa hình ở ngay chỗ nhà của con Thủy rồi đó mày, kế nhà ông Ba Chư đó. Hồi đó mày biết sao không? Nó lại nó ăn trộm gà mái. Gà mái có con nữa. Mà tao ngồi tao bán cà phê trước máy lộ nè, tối tao bán cháo rồi trước máy lộ. Cái nó vô cách làm sao mà nó mở cái cửa sau vô ngọn khô à. Nó chui vô rồi á.
nó chui vô bắt con gà mái nó ôm đi rồi. Nó ôm mà nó chói con gà mái, nó chói hai cái cánh kéo lại vậy, con gà đâu có vỗ cánh được. Dượng Tư kêu mẹ Phụng ơi, ăn trộm vô bắt gà rồi. Ổng nằm ổng ngủ đó mà ăn trộm vô bắt gà ổng ơi. Ổng kêu, ổng kêu tao tao cầm khúc tầm dông mới lớn mà bị dai nè, tao chấp mà trên lưng tao tao đi. Mà có một mình nên á, tao đi chạy chạy xuống dưới lộ dưới, tao biết mày ăn trộm gà này mày xuống dưới này đó. Tao đi xuống dưới đó, vừa mày biết, tao đi cái tao lóng lỗ tai. Còn thằng đó thì nó ôm con gà đi vô trong cái bụi tre, nó ngồi chổng rồi. Tao lóng lỗ tai nghe sao con gà nó kêu chít chít mà nó nghẹt cổ á, la lớn thì nó nghẹt, la chít chít. Vừa tới mày biết không, tao vừa tới cái tao lấy cái cây tầm vông á, tao quất vô trong bụi tre, nghe cái sạc thằng kia nó tưởng tao quánh nó đâm đầu nó chạy. Cái con gà la lên, gà dậy dậy dậy. Tao mới bắt con gà tao là bộ, tao nói Phụng ơi Phụng, ăn trộm nè Phụng ơi. Tao dở cái cây lên về thằng đó nó chạy, nó quảng hồn nó chạy, nó bỏ con gà luôn. Cái tao mới ôm con gà về, tao mới mở ra. Bởi vậy tao được không có sợ. Nhưng mà lúc đó là bà Tư quýnh vô bụi tre chứ không có... Tao đâu có thấy ăn trộm. À, thì cái kiểu mà mày đi rồi chờ nhầm tình nghi là trong bụi tre, tình nghi trong bụi tre thôi, tình nghi thôi. Nghe nghe cái tiếng con gà nó kêu, nó kêu mà nó không kêu lớn, miễn nó chàng cái sợi dây này nè phải không? Dạ. Rồi nó gịch xuống hai cái cánh này nào, vỗ cánh thì không được mà la thì la lớn không được. Yeah. Đó rồi đi ngang người tao kêu cho vứt vô bụi tre, thằng đó nó tưởng nó tao quýnh nó đâm đầu nó chạy, tao dở cây tao phang theo rồi là nó chạy luôn. Coi chừng lúc bà Tư vỗ cây vô bụi tre là vỗ ngay người ăn trộm á. Thì nó ngồi trong đó. Dạ. Mà không có trúng nó. Có trúng không? Không. Có nghĩa là áo áo không? Không. Là áo áo. Rồi nó đâm đầu nó chạy là tao muốn phang cái cây theo á. Dạ. Mà tao làm bộ tao la, Phụng ơi Phụng ăn trộm đây nè Phụng ơi, bắt được rồi bắt được rồi. Nói vậy đừng, mày sợ mày lên nó chở lại nó quánh đó. Dạ. Mà bữa đó nó chạy nhanh dữ không bà Tư? Không không, bay nó sợ thấy muộn rồi nó luôn. Chắc chạy trăm cây chuối trên giờ luôn á. Nó chạy rồi, tao đâu có rượt, ngu gì rượt, ôm con gà để về. Yeah. Giọng có mình nên mày đi xuống chứ, nó quýnh mày té luôn ở dưới, ai làm gì nó. Yeah. Bây giờ mày thì mà nó dình nó núp ở đó đi. Mày trên này mày ôm gà mày đi chạy xuống kiếm nó, ở trong đó nó quất ngang ống quyển mày kìa, té xuống luôn, chết luôn. Yeah. Bởi tao được con gà, tao ôm gà chạy về. Bảo vệ tài sản trước không bà Tư? Kêu Phụng chứ có Phụng ở đâu mà Dưỡng Tư ổng có dám đi đâu, ổng dám xuống đâu. Ủa ngày xưa Dưỡng Tư có giỏi mà sao nhát gì bà Tư? Ổng bệnh ổng có dám đi. Còn tao nói cái cảnh nhà tao mày dình ăn trộm là cũng tao, nhà mất đồ hoài nha, mà tao nghi là ăn trộm nó ở lộ dưới nó đi lên chứ không phải là trên đi xuống. Mà mày biết tao lại tao nằm hai cái kẹt luôn vậy nè, có cái kẹt gì tao chung tao nằm vậy, tao dòm xuống lộ dưới không à, mà hằng ăn trộm nó chung vô cái cửa sau tao rồi, cửa sau mà mình đóng thưa vậy nè. Dạ. Nó chung vô rồi, nó chung vô được cái đầu ngang đây mắc kẹt cái đít ngoài á. Dạ. Mà Tư làm gì nữa mà Tư? Rồi biết tao làm gì, tao sợ quá mà tao dòm, đã đi bắt ăn trộm mà sợ dòm gặp nó cái đít cà nhỏng lên đó. Mà đó chưa có đèn điện đâu. Cái tao là tao tính nói là ăn trộm á. Cái má tao mới nói vậy nè, Phụng mày chạy ra coi sao tao nghe má mày mới bước ra sau này, sao má mày la âm sùm ngoái vậy. Cái thằng Phụng nó hô con dám đi đâu, sợ lắm. Ủa Phụng nhát cái gì hả? Ờ trời ơi. Hồi đó nó mới mười mấy tuổi hả, 15-16 tuổi hả. Trời ơi. Cái nó hô con dám đi đâu ngoại ơi. Cái bỏ mới bưng trong dầu ra, ra thì thằng ăn trộm á, thằng ăn trộm nó rút được cái đầu ra rồi, nó rút được cái đầu ra, nó chạy qua bên đây chung vô cái bụi chuối á, cũng như cái chuối chính giữa người ta đốn rồi, còn bụi tà lạ chung vô đó. Tới giờ đó tao hết sợ rồi, có má tao rồi, tao mới xách cái cây tao qua, tao tính quệt rồi, gặp cái nó kêu tao, nó là con. Cái má nó già nói sao biết không, má nó nói nó có lấy đồ cô được chưa mà cô la vậy. Cái tôi hỏi nó vô nhà tôi vậy mà cũng chưa lấy được hả, cô đi thưa, đi thưa công an
đi lại thưa ấp, thưa ấp bắt giải qua công an ngủ hành đêm. Từ đó tới sau không có trộm. Trời bà Tư với gặp con mà nó chu chu cái đít mình đi không không đập. Trời nó mày đi bắt ăn trộm, mày gặp ăn trộm mày sợ đó. Mày không sợ ma thiệt mà mày bắt ăn trộm, mày gặp ăn trộm là mày rung á. Kỳ bà Tư. Ừ. Ma không sợ mà sợ ăn trộm. Ừ. Tao nói với mày á, nó cái đít cà nhõng cà nhõng cà nhõng nữa nó mắc kẹt ngang đó. Đó đập cái là cắm đầu vô luôn. Đó. Mà gặp cái kiểu mà đừng ông đó hắn là quấn nó một cái chết mẹ rồi. Mà hai nữa mà mày thấy không? Ở xóm riêng. Dạ. Chậm giặt hả bà Tư? Ừ. Mày biết ở xóm riêng mà mày đánh nó thương tích rồi này kia sao nó thù quá mày. Dạ. Ừ. Cũng khó ha bà Tư ha. Ừ. Bà Tư cho con hỏi là trong cái quá trình mà bom bót nó tràn qua nó tàn sát người dân Ba Chúc á, thì cái khoảng thời gian đó bà Tư chạy giặt ở đâu thưa bà Tư? Chạy đủ thứ chạy hết. Chạy hồi đó đó là bắt đầu ban đêm phải không? Nó pháo kích dữ lắm. Thì hồi đó mới có thằng Phụng tao thằng trai. Cái nó mới là đêm đó tự nhiên ở trong hang nè. Chú Tư nó, chú Sáu nó, nguyên gia đình hai chú nó với tao với bà dì của tao á mới chung vô trong cái hang đó, ở chung không à. Tối bữa nào tao cũng mò về, sáng gần sáng tao mò về tao nấu cơm. Cái dựng tướng là ăn cơm nguội được, ăn cơm khô ăn mẹ nó đi. Ở nó mò về nó pháo kích ầm ầm đó. Mà mày biết nó pháo súng nổ ầm ầm cái tao nó lung lia nhà về nè, chứ không phải ấy đâu, tao chung với khuôn bếp á. Đũa rồi nó văng lên trên lưng tao. Trời ơi. Ừ. Cũng nó rung rinh cái nhà, nó pháo kích xuống á. Rồi mà tao cũng dẫn về nấu cơm mà. Cái tự nhiên bữa đó thằng Phụng nó sốt rồi. Nó sốt mà nó mua thuốc gì uống cũng không hết trơn á. Cái Dưỡng Tư mới nói thôi giờ có mình có một thằng con một à. Thôi đem đi xuống Chi Tôn trị bệnh cho nó đi rồi hết bệnh hay gì à. Thành ra chở thằng Phụng đi xuống dưới đó. Rồi miên nó tàn vô tàn sát luôn hết trơn, chết hết trơn nguyên cái hàng đó luôn. Trời ơi, sao hên dữ gì ơi. Bởi vậy mày biết là hồi đó ba nó còn sống, ông nói sao không? Thằng Phụng nó cứu mạng tôi với ông đó chứ không thôi là chết luôn rồi. Mà nó không đau là mình chết luôn rồi. Dạ. Tự nhiên nó sốt lên, nó đau. Rồi đem xuống mới tới Chi Tôn ha. Xuống dưới Chi Tôn giáp này là tính đi luôn cầu số 10. Thì miên nó tràn vô rồi. Ừ, miên nó tràn vô nhắc nó giáp tối nè. Rồi mình chạy khỏi đó. Là nguyên cái hang cô Tư trốn. Nguyên cái hang cô ở là chết hết trơn luôn. Ôi. Ừ. Không còn người nào chứ. Rồi lúc đó là cả nhà mình là phải chịu đựng trong mấy ngày mới đi Chi Tôn gì cô Tư. Trời ơi, cỡ mười mấy ngày á, nửa tháng vậy á. Trốn trong hang mười mấy ngày luôn à. Thì đi về nhà thấy không? Yeah. Nó ngưng pháo kích đó thì mình chạy về nhà tắm rửa này kia, nấu cơm nấu nước ăn. Ơi. Ở nhà đâu có xa con. Ở đây cũng như qua sông vậy nè. Dạ. Ừ. Chú trong hang á. Ừ, rồi cái hang đó là mình nghĩ là nếu mà nó pháo kích vớt lên đó thì nó cũng không có nổ, nó nổ đi nữa không có chết người. Yeah. Thành ra mình mới là làm ở trong hang đó, rồi chạy về nấu cơm đồ ăn đồ này kia, tối thì lên hang ngủ. Lên hang ngủ ngồi không chứ có ấy chỗ nào ngủ. Ngủ ngồi. Đào cái hang tròn bự vô tảng đá gì cái bắt đầu chảy điểm hai ba chiếc điểm gì vô. Người này ngồi khúm 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 vậy đó, ngồi dựa vô trong tảng đá vậy nè, ngủ. Ừ. Bởi có người biết sao vô tảng đá rồi hầm nực quá đó. Là em của cái con mèo nãy nhỏ mà trong cái clip của chỉ cho thằng Tình lên nó quay đó ha. Là má nó ôm nó mà sợ nó khóc đây là chết hết hang. Thành ra bụng nó thét rồi bụng nó nghẹt họng nó chết luôn. Bớt cũng như mình bóp họng con mình chết nữa. Mà cái xóm nó chết cũng mấy người, ba bốn đứa nít đó. Ở trong hang rồi giờ tự giết con mình luôn. Có nghĩa là sợ quá rồi bụng miệng nhường cho con khóc. Nó khóc lên miên ở trên là nó đi vòng vòng nó dẫn chó đi săn.
mày không chú, nếu mà nó mình không lên thì nó liền lựu đạn xuống cũng chết, mà mình lên thì cũng chết. Vậy chứ cái con đó là chị dâu của con to, thằng Tứng mình nè, con to ba chưa đó, nó có chữa đó, mà mày biết nó lên chển mà miên nó chặt nó đỡ vậy, nó đỡ đỡ còn miên rụng mấy ngón tay, còn 3-4 ngón. Một tay còn 2-3 ngón. Ghê vậy con. Miên nó chém bể cái đầu luôn nha, bị đỡ vậy nè. Rồi á, còn nó đẻ ra rồi mày biết nó đâu có dám ôm con, nó đẻ rồi anh em giấu con nó đằng kia, nó ở này vậy nè, nó dòm lỡ nó gặp miên nó nắm nó đùi nó xé, nó nắm rồi một giò nó đạp vậy nè, một giò nó xé thì xé lên nó liệm bỏ. Còn nó không thì mày biết nó bắt con nít mới đẻ là nó lấy cái dầu găm của nó đó, nó quăng lên dễ dưới nó đỡ nó đâm khủng khiếp gì cô Tư. Người ta nhìn, người ta thấy ở dưới hang, người ta nhìn, người ta thấy khủng khiếp chứ con. Bởi vậy cái lịch sử của nó người biết không, bởi vậy nhiều người hậu lần mà nhập nguyên mới về á, có người ta gia đình ta chết hết, còn người hay người ta căm thù nó dữ lắm. Bởi vì hàng chi mà lúc mà cái chiến tranh nó qua đi cũng mấy chục năm rồi mà cái dấu ấn của những người ở gần khu vực mà Ba Chúc á, họ rất là sợ gặp người miên luôn. Người Khmer bây giờ ở đây á, họ sợ gặp luôn. Tại vì họ cứ nghĩ là người Khmer là người bên boss, họ sợ luôn, không dám lại gần. Không phải mình nói bởi nhiều khi mía sâu có lắm, nhà dột có nơi, mình nghĩ là vậy nè. Mình chạy giật nó, miên nó cũng chạy thấy mồ tổ luôn. Cái đám nào là nó theo, cái đám cũng như là theo giặc thì nó theo giặc. Thấy không? Còn cái đám nào mà dân thường á thì nó cũng chạy như mình vậy thôi nha. Mày biết mày chạy đi dài đường Chi Tôn, dài ra cầu số 5, số 10 đó, nó cũng gánh con bồng vợ, bồng con, bồng cái chạy vậy, thấy bà luôn. Nó gặp nó cũng giết hết trơn nè. Mà điều miên đó là mày biết, miên ở dưới sóc này nè, nó lên nó giết đó, bởi nó biết tên từ người hết trơn. Hồi đó dựng tư mày mua bán với nó. Nó lợi nó kêu, nó nói nhà này nhà của ông Ba Bông nè. Ta trốn người ta nghe đó. Nó biết tên hết từ nhà luôn đó. Bị gì miên ở đó đó. Miên ở đó, trên kia. Trên kia giống như đi theo lính, đi theo giặc. Theo giặc. Thì nè, tao nói với mày cái tụi cũng như là người ta nói khăn trắng đồ đó. Theo giặc. Nó giết cũng chạy thấy bà. Nó cũng chạy giặc như mình vậy. Bởi mình nhiều khi mình nói miên á, cũng như người Việt Nam mình vậy, người tốt, người xấu. Chứ mình nghĩ nó không phải hết trơn, nó nếu mà nó hết trơn đấy là tao nói với mày là kể như cái xã Ba Chúc mình không còn người. Hồi đó mày biết làm sao mà chết dữ thần như vậy không? Ông này bà kia bà nằm chiêm bao, thấy là ông Phật cũng về. Rồi ổng văn mùng từ đầu lộ đi vô tới chùa Tam Bửu, không có người miên nào hết trơn. Miên nó xuống nó gặp mình, nó không thấy đường. Đó, đồn vậy đó. Tao nói với mày ha, đi gói bánh đám cúng đi. Lên ngồi á, 10 bà thì kể, bà này nằm chiêm bao thấy miên Phật văn mùng. Bà kia thì thấy miên nó xuống tới mình, cái nó khùng hết trơn, nó không biết, không thấy đường đi. Thấy không? Vậy đó, cho nên mà bao nhiêu người cũng chết vậy mà nó đó. Xính ra vô chùa. Chứ phải mà ấy đâu. Có nghĩa là cái tâm lý kiểu như tin gì đoan nhiều quá. Cái đó là mê tín. Mê tín nhiều quá. Mà tao thì tao cũng có nghĩ như vậy. Tao nói á, mình làm sao mà mình thấy được ông Phật. Bây giờ cái số người nào chết thì chết, sống thì sống, chứ mày làm sao thấy ông Phật mà mày nghe là ông Phật nói văn mùng rồi từ đầu lộ mày ra tới chùa Tam Bửu. Cái mùng đó miên nó xuống rồi ha, là nó dòm nó tối tăm mặt nó không thấy. Còn mà hầu mà miên nó tràn vô là quế đó, là tao ở trên núi Tượng là hầu đó là nó chưa tràn vô được nha. Mày biết không, đứng lên trên chót núi đó, trên này nè, mình ở trên mình bắn xuống đó nha, ở dưới là quế nó bắn chứ không phải mình đó nha. Cũng như bên cây me đó, bên đường nhỏ
miên nó tràn vô đó, bào điển điển đó, cái bắn bắn cái nó lăn ra, mày biết nó lăn trở ra, mày thấy nó nằm dịp hết trơn lăn vậy ăn, mà tới chừng mà ngưng tiếng súng là nó lồm cồm rồi vậy. Nó lồm cồm vậy, nó chạy miên nó gan vậy đó. Còn tao nói vậy mà hồi đó tao có bầu nhỏ thứ gái thứ tư đó, cái thằng bộ đội mỗi nhà nào cũng có bộ đội, ngủ hai người ba người chân á, nhà nào cũng có chân á. Trời, mày thấy bộ đội lại nhà mày mừng lắm, mày có gà đồ mặn gà thì cho bộ đội ăn, đừng người ta giữ cho mình. Dạ. Cái dặn chú ơi, chú tôi có bầu rồi có con nhỏ nữa, nếu mà có cái gì chú cho hay, đừng đằng này tụi tôi chạy, mày ngủ đi, nửa đêm nó trốn đi mất mẹ. Đụng tịnh nó trốn đi mất tiêu. Mày là nghe bên kia người ta la miên miên bên cây me, ta chạy qua đường quẳng mày miên miên miên, chạy ra coi bộ đội chạy ra, anh đi mất mẹ luôn, không còn thằng nữa. Mà nó chạy đó miên mới vô đó. Nó có lệnh giúp hay gì đó mà nó đâu có cho mình hay. Tới chừng mà ngủ mà mình nghe bệnh là mình thấy bộ đội nó ngủ trong nhà, mày chắc ăn rồi, ngủ đã rồi. Miên tới chừng ở bên kia ta chạy qua ta làm miên vô miên vô, đằng này mình chạy ra đừng coi bộ đội nó đâu, giặt hồi không còn người. Cái câu đường quằn đó con nghe nhiều bà con nói, cái đường đó nhiều ma lắm đúng không? Bà Tư, tao nghe cái đường đó cũng nhiều ma mà tao không có bị nhát đường đó. Đường đó nghe nói ma dữ lắm luôn. Thì cái đường quằn đó đi lại ngay cái chỗ ma giấu tao đó, nó cũng gần đó chứ đâu có xa. Mày lội tắt cái chỉnh nó gần chứ không xa. Dạ con cảm ơn bà Tư đã dành chút thời gian quý báu để chia sẻ những cái câu chuyện tâm linh thời xa xưa, cũng như là những cái hiện tượng lạ mà bà Tư đã từng trải qua lúc còn trẻ. Bà Tư, qua đây con cũng xin chúc bà Tư thật là nhiều sức khỏe, mến chúc quý bà con cô bác anh chị khán giả thân thương trên kênh YouTube có thật nhiều sức khỏe, quý bà con cô bác anh chị trên kênh hướng like cũng như đăng ký và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác anh chị. Dạ con chào bà Tư nha. Rồi.